Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với trang trại Nắng và Gió. Và đây là khu vườn táo đạt chuẩn Global Gap của trang trại Nắng Gió. Và hiện tại chúng tôi đang cắt cỏ, làm bồn và bón lót phân hữu cơ, phân bò Nha Đam. Vườn táo này diện tích là 1 ha 10.000 mét vuông nha mọi người. Nhìn rất là đều và đẹp. Và khoảng tầm tháng 10, tháng 11 sẽ có trái rộ. Và hẹn gặp lại quý khách hàng đến tham quan, du lịch, trải nghiệm trang trại Nắng và Gió để chúng ta cùng nhau hái trái, tận hưởng những sản phẩm ngon lành đạt chuẩn Global Gap. Và đây là một trong những hạng mục nông nghiệp tuần hoàn của trang trại: vườn, ao, chuồng, chuồng quế và du lịch sinh thái trải nghiệm. Thì nói một chút về cái mô hình này. Thì cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn như tôi có nói thì đó là một cái hạng mục quy trình, quy chuẩn khép kín, nó là một hình tròn. Những sản phẩm, phụ phẩm, chất thải của hạng mục này sẽ là những sản phẩm đầu vào để chế biến thành những sản phẩm có giá trị khác của hạng mục kia. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy đây là hạng mục ứng dụng phân bò hữu cơ Nha Đam ủ hoi để bón cho táo bằng việc tận dụng nguồn phân bò sẵn có tại trang trại, cũng như là cái nguồn vỏ lá Nha Đam mà chúng tôi thu hồi cũng như là tái sử dụng chất thải từ nhà máy Nha Đam chế biến Nha Đam. Thì hai sản phẩm này chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ sinh học, sản phẩm vi sinh vật bản địa để ủ hoi thử mùi, cũng như là sau một thời gian khoảng 1 tháng chúng tôi sẽ thu hồi cái phân bò Nha Đam ủ hoi này và cung cấp ngược trở lại cho vườn táo, vườn nho, vườn ổi, vườn dưa lưới và vườn Nha Đam. Nhìn bên trong cái vườn của chúng ta thấy cây rất là đều và thẳng tắp. Và ở đây chúng tôi hoàn toàn không sử dụng thuốc cỏ nha mọi người, cho dù nó là thuốc sinh học hay chăng nữa. Bởi vì theo tiêu chuẩn Global Gap là chúng tôi sẽ không được phép sử dụng, và chúng tôi cũng không muốn sử dụng cái phần cái thuốc cỏ, bởi vì nó sẽ tồn dư rất là lâu trong đất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân làm việc trong vườn. Đây là một gốc táo đã thu hoạch được khoảng 3 lứa rồi, thì sắp tới chúng tôi sẽ thu hoạch lứa tiếp theo. Như tôi đã nói, khoảng tầm tháng 10, tháng 11, 12 là 3 tháng chúng tôi sẽ tỉa và thu rộ. Và rất là chào mừng mọi người đến với trang trại Nắng và Gió để chúng ta có thể trải nghiệm du lịch và tham quan cái mô hình trồng táo, ổi, dưa lưới, nho đạt chuẩn Global Gap tại đây. Thì nói một chút về kỹ thuật ha. Đối với các anh em làm nông nghiệp thì cái vấn đề kỹ thuật rất là quan trọng, nó quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản mà chúng ta thu được. Thì gốc táo này chúng tôi sẽ làm bồn và bón với liều lượng là khoảng tầm 2/3 xe rùa phân bò Nha Đam, tức là khoảng tầm 25-30 kg phân bò Nha Đam hôi xung quanh. Và sau đó chúng tôi sẽ tưới nước, giữ ẩm, và trong quá trình mà cây nó ra trái và tùy thuộc vào cái giai đoạn là ra bông, ra trái, trái to, trái nhỏ, chúng tôi sẽ bổ sung một số loại phân để cung cấp thêm kali để tạo một cái độ ngọt thêm cho trái. Và đó là một trong những cái sản phẩm táo thượng hạng mà Nha Đam chúng tôi đang kinh doanh trên thị trường. Thì để làm gia tăng giá trị sản phẩm táo ra thì chúng tôi còn chế biến táo thành táo sấy dẻo nè, giấm táo nè, vân vân. Đó là những sản phẩm mà chúng tôi muốn gia tăng giá trị từ cái sản phẩm táo tươi đặc thù của Ninh Thuận. Ngoài ra thì sau khi mà chúng tôi bón phân hữu cơ như thế này rồi, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một cái công đoạn, đó là trồng đậu xanh xung quanh bồn để hạn chế cỏ dại, cũng như là giúp cho cây nó cố định đạm và hạn chế những cái loại sâu hại sống ký sinh ở trong đất. Và cây đậu xanh còn giúp cố định đạm và cung cấp dinh dưỡng cho cây chủ là cây táo của chúng ta. Đấy. Thì mọi người có xem những cái video trước, ví dụ như trồng sen đậu xanh trong vườn táo, thì có thể thấy là hình ảnh rất là tuyệt vời. Thì ngoài cái vấn đề kỹ thuật ra thì vấn đề cảnh quan để du khách đến tham quan cũng rất là đẹp. Mọi người có thể đến check-in và chụp hình, cũng như là nhìn thấy trực tiếp, tận tay sờ và tận tai nghe những cái gì mà chúng tôi đã nói và đã làm. Và rất là cảm ơn và hy vọng rằng sẽ gặp mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn tại trang trại Nắng và Gió và cái lợi ích của phân chuồng quế đối với nông nghiệp sạch. Và nếu mọi người cảm thấy hứng thú, xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi video này cho mọi người cùng biết nhé. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Rồi tôi sẽ quay một shot ngắn nữa để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh của các chú công nhân đang cắt cỏ cũng như là bón phân. Global Gap là một cái quy chuẩn quốc tế bắt buộc nhà vườn phải
tuân thủ các quy định về bón phân và xịt thuốc theo những cái danh mục được phép sử dụng cũng như là thời gian cách ly khuyến cáo. Thì Global Gap định kỳ hàng năm chúng tôi sẽ có đoàn chuyên gia đến đánh giá và xét cũng như là tái cấp chứng chỉ cho cái khu vườn của mình. Thì hình ảnh rất là đẹp ha mọi người ha. Thì phía trên chúng tôi có giăng lưới để hạn chế ruồi vàng, và đây là cái giai đoạn mà táo đang ra hoa. Đấy, táo đang ra hoa mọi người ha. Táo đang ra hoa để chúng ta sẽ thu trái với sản lượng tốt nhất. Xa xa kia là hình ảnh các anh em đang cắt cỏ, và đây hình ảnh chú công nhân đang rải phân ha. Ở đây là hệ thống tưới, chúng tôi sẽ tưới chảy tràn theo cái đường mương này. Đây cái đường mương này chúng tôi sẽ tưới chảy tràn và nước sẽ len lỏi vào từng gốc rễ của cây. Đấy. Xung quanh những cái bồn táo này sắp tới sẽ được trồng thêm đậu xanh với liều lượng mỗi bồn như vậy là khoảng tầm 100 đến 120 gram đậu xanh. Chúng tôi sẽ trồng và sau đó tái sử dụng cái hạt đậu xanh cho những vụ sau. Rồi chúng ta đến kiểm tra một chút về cái phân bò nhã đạm ủ hôi ha. Đây, phân rất là mịn luôn, màu đen. Phân rất là mịn và đều, đẹp. Phân này là loại phân chúng tôi đang sử dụng tại farm. Sử dụng trực tiếp tại farm luôn, tự sản xuất và tự ứng dụng tại farm. Rồi, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.